Chiến sự Nga-Ukraine ngày 17 tháng 8 năm 2023, tình hình ở Kupiansk phức tạp, Nga bắn hạ UAV của Ukraine ở Crimea. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syskaya cho biết, thành phố Kupiansk đang hứng chịu nhiều cuộc tấn công từ Nga. Theo ông Syskaya, bản thân ông dành phần lớn thời gian trong ngày để họp bàn với các cấp dưới về phương thức phòng thủ khu vực ngoại vi Kupiansk. Đối phương cố gắng phá tuyến phòng thủ của chúng tôi bằng các cuộc tấn công suốt cả ngày ở mọi hướng, nhằm mục đích chặn đường tiếp cận sau đó kiểm soát thành phố Kupiansk. Dù vậy, tôi đảm bảo tuyến phòng thủ của thành phố sẽ vẫn vững chắc bất chấp tình hình khó khăn, ông Syskaya nói. Thông cáo trên được ông Syskaya đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga trước đó tuyên bố các đơn vị tấn công của nước này đã đạt được một số ưu thế tại khu vực giáp Kupiansk. Liên quan đến tình hình ở Crimea, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea. Quân đội Nga thông báo, quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở hạ tầng trên bán đảo Crimea. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 16 tháng 8 giờ địa phương, chúng tôi đã đập tan một âm mưu tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các cơ sở ở bán đảo, khi các Crimea hệ thống phòng không đã kịp phát hiện và bắn hạ khí tài của đối phương, thông cáo cho biết.